Ai về qua tỉnh Thái Bình, nhớ vào bài ít người bát ni nàn tướng quân ngồi đền thờ. Đại tướng Đông Nhung quê người trên Bạch Hạc ở qua vùng Phượng Lâu. Vào những năm trước đầu mà thế kỷ, năm 43 ghi trước công nguyên, có một người trinh nữ Thảo Hiền. Phường Lâu có nhà họ Vũ, vốn lý dòng nhỏ ra đây nổi danh nghề thuốc đông y. Sao trông được một người để cậy trông đi. Có một hôm mưa sợ là trong phòng nghỉ, đóa hoa mà sớm nở truyền khắp mọi nơi, ngày rằm tháng tám ơi chúa bà giáng sinh ơi, thuộc hương họ Vũ là tên. Một mà biết ai vẫn chẳng thơ phú nào ê châu kém mai môi son nghe má vẫn mỹ miều vẫn như trường thơ phú nào châu kém giang thế. Nữ thuộc hương vũ tộc mà trăm oanh giao châu, gặp vận đạo binh ơi giặc tô sát hại dân tình khốn. Xéo dày mà nhân nghĩa, hãy người hiền giết kẻ mà trung lương. Túi cơm mì giáo bỏ phương, ôm mì chân quân địch tặc, tính nghĩ đường lợi danh.
thì danh. Con sóng gió ơi bất bình nay nổi dậy, thương cha già lửa cháy mấy giờ rồi, Phạm Hương chàng đã qua đời. Vì ta nhan sắc để cho người hà làm lễ dâng nhang, lấy vật cổ bái mười phương độ trì. Tay dâng nhang thì vẫn dù gì ý bài sai, bài sai đó chiều lùa cũng nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang nghề tính chỗ. Măng trúc măng già, măng tre măng nưa cơm làm cha và ý đúng đúng tiếng trống mê linh, bất cờ cờ nghĩa cho bắt đi danh hàng đầu. Có vị từ đọc suốt đêm thâu ngày luyện tập giải dầu ba quân quân tô định phách lạc hồn siêu ý tiên tiên này anh vẫn cùng chùa
thuộc thuyền gửi về. Vẫn ngàn thương về đất phù sinh, vẫn ngàn thương về nghĩa tiên bà nhà lê cải dân. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, luôn xạ nhiệt pháp dương. Vân sư Phật này thực do vân kỳ sứ cơ tường vân. Thành ý phương nhân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô nhân vân cúng rằng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô nhân vân cúng rằng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô nhân vân cúng rằng Bồ Tát Ma Tát. Thành ra đề nghị thành tiên cũng thực này, mẫu đề nghị thành tiên nề kích xưa sinh thành trong đền song sơn. Nhan sắc khác thường mình đúng, nhan sắc khác thường giảm danh đổi một huệ vương khôn bì. Vật trên tam hải lộ nhiệt nính ra dù từ mẫu lũng vô hương hoa đổi đắp thanh hương chi tâm kiềm hương nhất chu biên thập vương. Nam mô hương cúng sang Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng sang Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng sang Bồ Tát Ma Tát. Thanh ra để tam chú tiên cung thịnh mời mẫu đệ tam thanh xin thân lòng ơi ngự lên thủy cung sớm kết loạn phòng kính xuyên sớm kết loạn phòng người thảo mai tiểu thuyết ra lòng người gieo oan. A Di Đà Phật dưới điển chân nhang phật ở trung thiên đường đệ tử hiền lành hiện tại kim đô phong hoành nhân luân tức liên man thập phương thích nhật xa du biệt nam tiêu tài chính. Nam mô hương cúng sang Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng sang Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng sang Bồ Tát Ma Tát. Có lệnh truyền là được thánh ông ngài có lệnh truyền là các quan thủy bộ đều là chư binh. Náo phạm nam thành ngô binh, náo phạm nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành khắp mọi nơi. Thank you.
nhiều võ nương ban đáo đàn lệnh truyền bắn võ đôi hàng thỉnh binh bắt mã hàng kéo ra lệnh truyền thỉnh đội bàn cờ khai quang dung nhan đập cờ diệu ứng về chính đàn duyên ngã ti tăng cúng sang kim phụng hoàng thân cần thánh chúa tiên trung sưng lên đường lai bằng sáng sưng lên ông về tấu đôi về biên sành dành về cho để tiểu trường sinh em đi vào ý
hỏi thật phố kép mà vào đường lên trên phố hạ lối vào mỏ than đền thờ Chúa danh Lan Thành Thắng thuật bốn mùa cầu lộc cầu bình an ngọc lan thơm ngát bốn mùa bao kẻ u mê nhớ xưa thái tổ triều lê
chúng ấy ai mang về ngàn nề, cũng có khi tổ la che sương, không quản xa được không ngại nước mây. Ngày hôm nay loạn giá bản đêm đầy, sân lâm hồ dễ mở cây tên rừng. Con gái sinh ra
hạt nhất tâm. Sống âm thầm mồ côi cha mẹ, gặp được thầy cửu cốc tiên sinh im một đời làm phục cứu dân mẹ. Việc cửa nhà xa xử năm nay đồng giá tín chùa chúa về chỉ cho chùa truyền các cái khỏi lo. Chúa truyền các cái khỏi lo, sắm danh sửa lệ làm tôi chùa bạn cảnh chưa bà mặn thương. Thank you.
dòng sông sơn trang, kính chúa hay bằng chúc mắt giang. Thank you.
khó biết biết đi xa thời điểm lòng lòng ơn nhiều hơn xưa phút biết đi về nơi bằng cành sai tiên nàng bùng bình vào giấc hoa ai mà bác ngạo say
nhạc nghe trống lên, trống lên nè toại giang sơn nè bát ngát không đâu bằng cảnh phu các đôi ngang đã lô xô nước chảy làn nỗi làn điều một thu thiên tàu quyền ai cai quản chữ dịch mi nhà chơi quản tam giới quyền hành ngài sinh sát nương kiển khôn nằm khoát trong tay khâm thừa thường đế xưa nay quyền hành quan giám sát chức dày quận công cảnh xa ra chiều thanh yêu bát tú lâm sơn bể bạc ngàn xanh nghe hoa phong hoa vũ hoa hình tôn quan hoa phép chóc ta ngài trừ tinh nghe sinh tài thành biến lạ nhường đức tình tình anh uy giai lâm liệt như thần hô vong hoan vũ tức thì tư phương slot thanh gia phong tôn thần quan lớn đại tử đệ tam mê cùng uy quán cổ tòa lạnh giang linh tử mái thuyền nan nê nổi dòng xích bình đuôi đua quân trèo du lịch một năm phương nghe tuần thu sông đường nghe
tuần thu sông thương nghi trở về tỉnh Bắc nghi qua giang y sông lục đồng đầu rõ ràng ông về đời chữ bình an. Lượng thao
dung uy diện mạo hưởng. Giáp bạc bao phen quan tam phủ rực đỏ hồng, ngày sông pha trăm trật cũng như không. Ra tay cứu nước chừa cơn nguy biến, tiếng đề ngàn năm với non sông gươm đôi gươm thần này ba thước tay ngang dọc chỉ xây trời tây quan tam phủ lấp bề động động sinh sang biên danh ngân lai lang đôi bần bần hồng soi sáng ở Nam Minh là con cua thủy quốc Đông Đình để tam bái tử giáng sinh ngôi để dùng dung hòa mát bẩm sinh thành từ chất chất song nhan thì mời thái tử đệ tam phi phương diệt mạo đoán trang khá thường. Chân Nam Minh quy đủ bốn phương, tuy ngài xa chấp chấm chính kỳ cương cầm cân đầy mực sửa sang cõi đời. Chân long dài, chân long dài cầm quyền thay chúa phép màu quan tôi tú anh linh lệnh quan truyền thủy bộ chữ sinh trình tề đại giáp chơi liền ở chân gian. Sông xích bích hồ quân trèo du lịch bốn năm phương, có phen tường tú sông đường trở về tình
sang sông Lục Đầu. Sông Dâu, ngự sông Dâu, sông Cầu, con sông hát mơ khi lên gành xuống thác vui chơi. Dạo xem phong cảnh mọi nơi, qua hàng anh vũ sang trời bên đứng người. Sang kê lên ngàn ngờ xuống biển, lành sang từ lành sang từ địa xanh lam đền tờ văn tan tiếc hiệu vàng, lòng môn hộ phục thành bàn rất nghi. Truyền quân lấy ngọc lưu ly, cồn cồn dâng nước phép thì có ai đón. Hương ca đàn hát tập tành, thi âm vũ vịnh làm tranh quan chơi bời. Có phen lại, có phen lại phi phương biến hóa vô nghệ án, thương hạ đại giám thuyền sông treo quế buồn loạn, khi trời sông hát lúc sàng sông tam cờ. Đôi đạo tiệm phong chiến kêu cờ bất chống sông, thuyền duy thành ngược dưới sông hồng ngài lênh đênh. Trong triều đình ngày nào có nhường ai, lượng tao tao lượng toàn tài, đình thật tam tứ phủ nào ai có sách bằng người. Trong tam cõi cửu châu về vòng bái, kêu quan về đồ quốc thánh sân an nê, khâm âm thừa chiếu chỉ vua ban, số sinh số tử liệt hàng ngày châu về. Quan đệ tam nê, quan đệ tam ngày thông minh chính trực, trong chiều thần nền đâu có nhường ai. Bề lược thao, thao lược toàn tài, đinh thần tam
tứ phủ nào ai có dám buồn. Chiều đình văn võ ba quan sai lên đón rước quan đệ tam về châu. Ngự giờ lâu phán lời nhân nhân thứ nghe sai ông lên cứu trợ người trần gian. Một tay hoàng tử đệ tam cứu sinh cũng lắm độ oan cho cũng nhiều. Có phen lại phi phương biên hoa vô nghệ ám thường hạt mà đại giang tiền giống ông treo quê buôn loan khi chơi bạch hạc đúc sáng sông tam cờ. Dạo thần thời dạo thần thơ tàn viên chơi tam đào chuyện chưa quân lỗi đạo tiện phong mê chiêng kêu cờ phật chống chống xong mê quân so bè ngược giữa dòng quan linh đậy. Đường mọi đề tài kiếm chi văn võ trong triều đình ai nào có nhường ai lược thao thao lược toàn tài đình gần tam tứ phủ nào ai có sánh bằng. Xanh vàng chim nổi sư mắm chiều đình văn võ ba quan sai lên đón rước quan đệ tam kể trời. Người hồi lâu phán đòi nhân thử sai ông lên cứu trợ trần chưa ta chấp thủy lên danh tương tài. Từ cổ y
xuất nhập trang đài. Đào lăng quê xuống thầy thì xuống ca bây giờ chắc sáng anh lên chiếc là bảo hộ cho đầu mừng. Sao ra chỗ chắc chết ta binh phen này oai ra trần thế biết tay. Tuy quan quân ra đây trần thế biết tay, ngự lên đồng tài cứu xây nhân gian cứu đầu đâu đó khó khăn. Quang dung nhan đập cờ diệu ứng về chứng đan diệp ngã ti tăng cúng sang kiếm phục hoàng thần cân thánh chúa tiên cùng đưa. Bằng số sân lên đưa mai bằng số sân lên quán tuân tấu đôi phê biên sạch dành phê cho đệ tử trường sinh. Đệ tử trường sinh ông về cho đệ tử trường sinh của nhà phú quý Cam Ninh Thọ Trường về cho sức mạnh đôi đường. Giang nghe
lập mi tinh chính từ thì quăng lên tuần tuần tranh vua tôi.
nhớ ơn người tráng sĩ lập lên công ngàn năm ghi nhớ quan tuần người tài lòng phụng sự đức vua cha không thờ hai chúa không cùng giặc ngoài băng không
dung. Lệnh viện sứ sân cùng Thủy Kiệt nội quán này thấu tỏ hơi cao minh. Tâm áo bào đỏ nay đã nhuộm tràm xanh, tấm thân đành nhẽ nhục nhục vĩnh vĩnh lẽ thương. Đường tiên lý quan sát bơ ngỡ hỏi chẳng xa thấu tỏ lòng ta. Hỏi trăng, hỏi gió, hỏi trời, hỏi sân nguyệt lão trêu người. Bởi vì đâu mưa dầu nắng dãi vẫn tốt tươi hàng hải phong ba. Cỏ cây ơi thấu hiểu lòng ta, sơn cùng Thủy Kiệt sương ra lạnh lùng. Trước cung điện triều đình cha xét hỏi tướng công hầu chuyển đi khắp mọi nơi quan loan về. Ông nghe bướm lạ lời tiếc hoa đoạn tủ tối trời không dung. Lệnh viện sứ sơn đi cùng Thủy Kiệt nổi oan này, nổi oan này thấu tỏ hơi cao minh. Hoàng bào đã nhuộm tràm xanh, tân tân anh nhé nhục nhục vĩnh lẽ thường. Đường tiên lý quan đi san bờ ngỡ hỏi trăng già, hỏi trăng già câu tỏ trêu người. Bởi vì đâu hỏi trăng, hỏi gió, hỏi
trời. Hỏi rằng nguyện nào trêu người bởi vì sông kỳ cùng nước sông kỳ cùng tắm ngọc côn sơn kiệt nghề cùng hiu áp trăng non sông kỳ trong đục nước tuôn đôi lòng riêng đã quyết với lòng mượn giấy oan nguyện để cho xong cõi đời nhầm lỗi thuyền ta hay là cách trở giang hà cơ đào chỉ núi núi đã tan không phút thôi ông lại biến đi cuối tướng bạch anh hổ lên trầu thường thiền sờ lòng thanh lang